Welcome to our class, English fine. Mến chào các em học sinh và quý phụ huynh đến với kênh Tiểu học thật hay. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học của môn tiếng Anh 5. Để bắt đầu bài học, các em chuẩn bị cho cô sách học sinh tiếng Anh 5 tập 1, sách bài tập, vở ghi bài học và đồ dùng học tập nhé. Yes, no. Today we study Unit 4. Did you go to the party? Did you go to the party? Vietnamese. Bạn đã đi dự tiệc phải không? Bạn đã đi dự bữa tiệc phải không? Yes. And lesson 2. 1, 2, 3, 4, 5. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp đơn vị bài học số 2 là phần số 1, 2, 3, 4 và 5, trang 26, 27. Yes. Are you ready? Okay. No. Trước khi vào bài học, chúng ta làm cho cô một bài tập nhỏ. Matching. Yes. No. What? These are words. Những từ này là những từ chỉ hoạt động ở dạng hiện tại. Yes. Hey, các em đọc cho kỹ và các em nói qua cho cô ở bên đây là những từ chỉ hoạt động ở dạng quá khứ. Yes, no. Các em nói cho cô từ ở cột hiện tại sang cột quá khứ. Very good. No, number one. Play. Dạng quá khứ như thế nào đây? Yes, that's right. Từ play các em thêm ed. Late, late. Good. And number two, sing. Dạng quá khứ như thế nào đây? Yes, sang. Sing, sang. Yes. And number three, have. Have. Chuyển sang quá khứ như thế nào? Had, had. Yes. And number four, enjoyed. Enjoyed. Rồi, sang quá khứ đây. Yes, thêm ed vào. Enjoyed, enjoyed. Yes. And dance, dance. Này, chuyển sang quá khứ như thế nào? Yes, thêm ed vào. Yes. Này, từ dance có chữ y ở tận cùng, mình chỉ thêm d thôi. Yes, danced, danced. And watch, watch. Này, quá khứ như thế nào đây? Yes, các thêm em thêm d đọc là watch, watch. Âm tà ở cuối, watch, watch. Yes. And từ are quá khứ là were. Good. And drink quá khứ là yes, drank, drank. Và do dạng quá khứ là did. Yes. What do you do là hỏi hiện tại, còn what did you do là hỏi ở quá khứ. Good. And is, was. Yes. To be is, chuyển sang quá khứ là to be was, ở dạng số ít. Ok. And give là cho hay là đưa. Chuyển sang quá khứ là yes, gave, gave. And number 10, chat. Chuyển sang quá khứ là yes, chatted, chatted. Yes. Các em gấp đôi cho cô hai chữ tờ. Yes, và chữ ed đứng sau chữ tà đọc là chatted, chatted. Yes. Và từ cuối cùng, eat, dạng quá khứ là ate. Good, very good. Now listen and repeat after me. Play, play. Played, played. Sing, sang. Have, had. Enjoy, enjoyed, enjoyed. Dance, danced, danced. Watch, watch, what, what. Are, were. Drink, drank. Do, did. Is, was. Give, gave. Chat, chatted, chatted. Eat, ate. Yes. Hey, về nhà các em luyện tập đọc thêm cho cô những từ ở dạng hiện tại và chuyển sang quá khứ. Yes. Now, open your book on page, yes, 26.
The first, we study about vocabulary. Đầu tiên mình sẽ học từ vựng cho cô. Nào, have nice food and drink. Have nice food and drink. À, có thức ăn và thức uống ngon. Yes. Play hide and seek. Play hide and seek. Chơi trốn tìm. Yes. Eat a lot of food. Eat a lot of food. Ăn nhiều thức ăn. Yes. Now, chat with friends. Chat with friends. Trò chuyện với bạn. Yes. Watch cartoons. Watch cartoons. Xem hoạt hình. And the last, sing and dance. Sing and dance happily. Happily. Hát và múa thật là vui. Yes. Now, open your notebook and copy down the vocabulary list. Các em mở tập bài học của mình ra và viết từ vựng vào cho cô. Finish. Yes. Now listen and repeat after me. Have nice food and drink. Have nice food and drink. Play hide and seek. Play hide and seek. Eat a lot of food. Eat a lot of food. Chat with friends. Chat with friends. Watch cartoons. Watch cartoons. Sing and dance happily. Sing and dance happily. Yes. Now, who volunteer? Yes. Okay. Now listen. Have nice food and drink. Play hide and seek. Eat a lot of food. Chat with friends. Watch cartoons. Sing and dance happily. Yes, good. Now, who volunteer? Okay. Listen. Have nice food and drink. Play hide and seek. Eat a lot of food. Chat with friends. Watch cartoons. Sing and dance happily. Okay. Now, open your book on page 26. Các em mở sách học sinh ra cho cô trang số 26. Unit 4. Did you go to the party? À, bạn đã đi đến bữa tiệc, phải không? Today we study lesson 1. Học cho cô tiết học thứ 2 của đơn vị bài học số 4. Number 1. Look, listen and repeat. Now, how many picture? 4. Yes. A, B, C and D. Yes. Now, who? Peter. Who? Quân. Yes. What are they talking about? They are talking about birthday party. Yes. Hai bạn này đang nói với nhau về bữa tiệc sinh nhật của bạn, bạn Mai. Yes. Now, you listen carefully. Page 26. Lesson 2. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. Did you go to Mai's birthday party yesterday, Peter? Yes, I did. B. What did you do there? I ate a lot of food. It was great. C. Did you do anything else? We sang and danced happily. D. Did you have a good time? Yes, we did. Yes, now listen the second time, please. Các em nghe cho cô lại lần thứ hai. Page 26. Lesson 2. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. Did you go to Mai's birthday party yesterday, Peter? Yes, I did. B. What did you do there? I ate a lot of food. It was great. C. Did you do anything else? We sang and danced happily. D.
have a good time? Yes, we did. Yes. Now, bạn viết. Did you go to my birthday party, Peter? À, bạn hỏi gì đây? Bạn có đi dự cái bữa tiệc sinh nhật của Mai ngày hôm qua không, Peter? Bạn ta trả lời là yes, I did. Hay mình vâng, mình có đi. À, picture B. What did you do there? À, bạn làm gì ở đó? Nghĩa là bạn làm gì ở bữa tiệc? Yes, bạn trả lời là I ate a lot of food. À, mình ăn nhiều thức ăn. It was great. À, nó thật là tuyệt. À, and C. Did you do anything else? Did you do anything else? À, và bạn còn làm gì nữa không? À, bạn có làm gì, việc gì khác nữa không? À, bạn trả lời là we sang and danced happily. We sang and danced happily. À, chúng mình hát, và chúng mình đã hát và đã múa rất là vui. Yes, đã hát, đã múa ở dạng quá khứ. À, we sang and danced happily. Và feature D. Did you have a good time? Did you have a good time? À, và bạn đã có một thời gian tuyệt vời chứ? Hay, bạn có thể là yes, I did. Vâng, đúng thế. Yes. Nào, qua đoạn hội thoại giữa hai bạn, các em lưu ý cho cô một mẫu câu. What did you do there? What did you do there? À, bạn đã làm gì ở đó? Hỏi là what did you do at the party? Bạn đã làm gì ở bữa tiệc? Hỏi cho cô về cái hoạt động. Và bạn trả lời là I ate a lot of food. I ate a lot of food. Mình đã ăn nhiều thức ăn. Yes. Chữ ate là quá khứ của từ eat. Mình đã ăn nhiều thức ăn. Yes. Và câu nào trả lời cho hoạt động đây đây? Yes. We sang and danced happily. We sang and danced happily. Chúng mình đã hát và đã múa thật là vui. Yes. Hey, hôm nay mình sẽ học cho cô một mẫu câu mới, là mẫu câu What did you do at the party? Hoặc là What did you do there? Yes. Bạn đã làm gì ở đó? Good. Trả lời là I ate a lot of food. Mình đã ăn nhiều thức ăn. Hay, hoặc trả lời là we sang and dance happily. Khi mình có một mình thì mình dùng là I, hoặc là mình với các bạn thì mình dùng chủ từ là we. Yes, no. Để luyện tập cái mẫu câu mình vừa mới học, các em sang cho cô phần số 2 nhỏ, Paul and Shay. Yes. Number 2, Paul and Shay. Page 26. Activity 2. Point and say. What did you do at the party? We had nice food and drink. A. Had nice food and drink. B. Played hide and seek. C. Chatted with friends. D. Watched cartoons. Okay, now listen the second time. Page 26. Activity 2. Point and say. What did you do at the party? We had nice food and drink. A. Had nice food and drink. B. Played hide and seek. C. Chatted with friends. D. Watched cartoons. Yes, no. You work in fair. Các em làm việc theo cặp cho cô. Number 1 ask, number 2 answer. Này, bạn thứ nhất hỏi bằng câu gì đây? What did you do at the party? What did you do at the party? Yes, bạn đã làm gì ở bữa tiệc? Và mình trả lời, mình đi chung với các bạn thì mình dùng chủ từ là we. Mình có thức ăn, thức uống ngon thì mình nói là we had nice food and drink.
nguyên cái cụm từ này đi chung với nhau. Cái hoạt từ chuyển hoạt động là have chuyển thành had, yes. Này, drink ở đây là thức ăn chứ không phải là từ chỉ hoạt động. Sorry, drink là thức uống, từ chỉ thức uống là danh từ chứ không phải là từ chỉ hoạt động. And picture B, play 2 and 6, từ play thêm ed, yes, là played, played, yes. And number picture C, chat with friends, chuyển sang dạng quá khứ là chatted with friends, chatted with friends, yes, trò chuyện với bạn. Và tranh cuối cùng, watch cartoons, từ watch này mình sẽ thêm ed, yes, đọc là watch cartoon. Now work in pair please quickly. Okay, it's time for practice. Tới giờ chúng ta luyện tập. Now look at picture A. B, had nice food and drink, had nice food and drink, có thức ăn thức uống ngon, yes. B, played hide and seek, played hide and seek, chơi trốn tìm, yes. Number 1, asked. Number 2, answer. Okay. Number 1, asked. What did you do at the party? What did you do at the party? Bạn đã làm gì ở bữa tiệc? Picture A, who answered? Yes. We had nice food and drink. We had nice food and drink. Chúng mình có thức ăn, thức uống ngon. Very good. Now, another fair. Yes, listen. What did you do at the party? We had nice food and drink. Very good. And picture B. What did you do at the party? We... Yes, we played hide and seek. We played hide and seek. Chúng mình đã chơi trốn tìm. Yes. Now another fair. Listen. What did you do at the party? What did you do at the party? We played hide and seek. We played hide and seek. Very good. Bạn đã làm gì ở bữa tiệc? Chúng mình chơi trốn tìm. Yes. Now, picture C. Yes. Now, you ask. You answer. Listen. What did you do at the party? Answer. We chatted with friends. We chatted with friends. Chúng mình trò chuyện với bạn. Yes. Now, another fair. Listen. What did you do at the party? We chatted with friends. Very good. Thank you. And the last picture. Now, you ask. You answer. Listen. What did you do at the party? We watched cartoons. We watched cartoons. Yes. Chúng mình đã xem hoạt hình. Very good. Now, another fair. What did you do at the party? We watched cartoons. Very good, thank you. Now, at home. Ở nhà các em luyện tập lại cho cô cái mẫu câu bạn đã làm gì ở bữa tiệc, hỏi bằng câu gì? What did you do at the party? What did you do at the party? Yes. Và mình trả lời mình một mình thì mình dùng chủ từ I, và mình tham gia cùng với các bạn thì mình dùng chủ từ là we. Yes. Now we continue to number 3. Let's talk. Các em chuyển sang cô phần số 3 nhỏ, cùng nhau nói. Now ask and answer questions about what you and your friend did. Hỏi và đáp những câu hỏi về bạn và bạn của bạn đó làm gì, đã làm gì. Now look at the question. Number 1, did you? Câu hỏi bắt đầu bằng chữ did là bạn đã có làm cái hoạt động gì đó không? Có trả lời là yes, I did. Và không có trả lời là no, I didn't. Yes, now, did you go to the party?
Ok, bạn đã đi đến bữa tiệc, phải không? Hay có, đó là yes, I did. Và không có là no, I didn't. Number 2, how was it? How was it? Yes, nó như thế nào? Nó là hỏi bữa tiệc mình đi trên đó như thế nào. It was, nó như thế nào? Nó tuyệt, nó thú vị, nó vui. Good. And number 3, what did you do there? What did you do there? Và ở cái bữa tiệc đó bạn đã làm gì? Yes, nếu một mình thì mình dùng là chữ I. Nếu mình tham gia cùng các bạn thì mình dùng chủ từ là we. Yes. Now, you work in fair. You ask and answer about 3 questions. Các em làm việc theo cặp cho cô, hỏi và đáp về 3 câu hỏi trên màn hình. In 2 minutes. Okay. Now, who volunteer? Yes. Now listen. Did you go to the party? Did you enjoy the party? Did you enjoy the party? Bạn đã thưởng thức bữa tiệc phải không? Mình có thì mình trả lời là yes, I did. Vâng, mình đã thưởng thức bữa tiệc. Hey, how was it? How was it? Bữa tiệc đó như thế nào? It was great. It was great. Nó thật là tuyệt. Yes. And number 3. What did you do there? What did you do there? We sang and danced happily. We sang and danced happily. Chúng mình đã hát và múa rất là vui. Yes, very good. Now, another fair. Yes, now listen. Did you enjoy the party? Yes, I did. How was it? It was great. What did you do there? We sang and danced happily. Very good. Now another fair. Sang cho cô bài của một cặp khác nè. Okay, listen. 1. Did you go to my birthday party last week? Very good. Bạn đã đi đến bữa tiệc sinh nhật của Mai hồi tuần rồi, phải không? Yes, I did. Vâng, mình đã đi. And number 2, how was it? Nó như thế nào? It was funny and interesting. Funny Vietnamese, yes, vui. Interesting, thú vị, yes, nó rất vui và thú vị. And number 3, what did you do there? Bạn đã làm gì ở đó? I ate a lot of food. Mình đã ăn nhiều thức ăn. Very good. Now listen and repeat after me. Did you go to my birthday party last week? Yes, I did. How was it? It was funny and interesting. What did you do there? I ate a lot of food. Very good. Now, về nhà các em luyện tập thêm cho cô 3 câu hỏi và câu trả lời. Yes or no? Yes. Now, we continue to number 4. Okay. Listen and circle A or B. Vietnamese. Nghe và khoanh tròn A hoặc là B. Yes. Now, how many number? 3. Good job. 1, 2, 3. Yes. Look at number 1. Nam school had A. A sport festival. B. A book fair. 2. My bought. Bought là quá khứ của từ buy, là mua. A story books. B. Comic books. Phong. Enjoy the films, là phim. B. Enjoy the food and drink, là thưởng thức thức ăn và thức uống. Yes. Now, a sport festival Vietnamese, lễ hội thể thao. Yes. A book fair, là hội chợ sách. Yes. A story books, sách truyện.
comic books, yes, sách tranh. Enjoy the film, yes, thưởng thức cái bộ phim. Enjoy the food and drink, thưởng thức thức ăn và thức uống. Okay, now you listen carefully and you circle A or B. Page 27, activity 4. Listen and circle A or B. 1. Where were you yesterday, Nam? I was at school. What did you do there? We had a sports festival. 2. Did you join sports day, Mai? No, I didn't. I went to the book fair. Did you buy anything? Yes, I bought some comic books. 3. Where were you yesterday, Huang? I was at Peter's birthday party. What did you do there? We sang, danced, and enjoyed the food and drink. Sounds great! Now, okay. Listen the second time. Page 27. Activity 4. Listen and circle A or B. 1. Where were you yesterday, Nam? I was at school. What did you do there? We had a sports festival. 2. Did you join sports day, Mai? No, I didn't. I went to the book fair. Did you buy anything? Yes, I bought some comic books. 3. Where were you yesterday, Huang? I was at Peter's birthday party. What did you do there? We sang, danced, and enjoyed the food and drink. Sounds great! Okay, now listen and correct please. Các em nghe và sửa bài cùng cô nhé. Page 27. Activity 4. Listen and circle A or B. 1. Where were you yesterday, Nam? Yes. Where were you yesterday, Nam? Ngày hôm qua bạn ở đâu, Nam? I was at school. I was at school. Mình ở trường. Yes. What did you do there? What did you do there? Bạn làm gì ở đó? We had a sports festival. We had a sports festival. Number one, A or B? A. Yes, good job. Ở trường của bạn Nam có cái lễ hội thể thao. Yes, exactly. And number two? 2. Did you join sports day, Mai? Yes. Did you join sports day, Mai? Bạn có tham gia cái lễ hội thể thao không, Mai? Bạn Mai trả lời sao đây? No, I didn't. No, I didn't. Mình không có tham gia. I went to the book fair. I went to the book fair. Mình đi đến hội chợ sách. Buy anything? Did you buy anything? Bạn có mua cái gì không? Yes. I bought some comic books. Yes, I bought. Bought là quá khứ của từ buy. I bought some comic book. Mình mua một vài cái sách truyện tranh. Number two, A or B? B, yes, wonderful. And number three? 3. Where were you yesterday, Huang? Where were you yesterday, Huang? Ngày hôm qua bạn ở đâu vậy, Huang? I was at Peter's birthday party. I was at Peter's birthday party. Mình ở bữa tiệc sinh nhật của ai đây? Yes, của bạn Peter. What did you do there? What did you do there? Chứ bạn làm gì ở đó? We sang, danced and enjoyed the food and drink. We sang, danced and enjoyed the food and drink. Sounds great. Sounds great. Nghe có vẻ tuyệt vời thế. Now number 3, A or B?
B. Yes, that's right. Good. And number one, A. Number two, B. And number three, B. You listen very excellent. Now 1 minute for you to correct the answer. Finish. Yes. Các em sang cho cô phần cuối của bài học là phần số 5 nhỏ. Write about you. Vietnamese, viết về bản thân mình. Very good. How many number? 3. Yes, that's right. Number 1. Where were you yesterday? Where were you yesterday? Vietnamese. Ngày hôm qua bạn đã ở đâu? Yes. Ngày hôm qua mình ở đâu thì mình viết trả lời vào đây cho cô. What did you do there? What did you do there? Bạn ở đó, bạn làm gì? Yes. Cho cô các hoạt động ở dạng quá khứ. Câu số 3. Did you enjoy it? Did you enjoy it? Bạn có thích nó không? Thích trả lời sao? Không thích trả lời sao? Yes. Now, you write the answer in your book in 2 minutes, please. Các em viết câu hỏi vào trong sách cho cô trong vòng 2 phút. Yes. Finish. Now, who volunteer? Yes, có bạn xưng phong nè. Okay. Now, look at the answer. Where were you yesterday? I was at the seaside. Yes, that's right. Where were you yesterday? Câu hỏi dạng quá khứ của to be. Em trả lời là I was. To be ở quá khứ. Were đi với you. Còn was đi với I. Yes, I was at the seaside. Mình đã ở bờ biển. Yes. What did you do there? Bạn làm gì ở đó? I ate seafood. I ate seafood. Yes. Mình đã ăn hải sản. Yes, very good. Từ ate, quá khứ của từ eat. Yes. And number 3, did you enjoy it? Yes, I did. Vâng, mình thích. Okay. Finish. Yes, no. You write the answer in your book, please. Các em viết câu hỏi ở sách cho cô. Finish. No. Listen and repeat after me. Where were you yesterday? I was at the seaside. What did you do there? I ate seafood. Did you enjoy it? Yes, I did. Very good. And who volunteered? Yes. Now look at the answer. Now. Who? Yes. Now listen. Where were you yesterday? You answer. Yes, I was on the beach. Ngày hôm qua bạn đã ở đâu? Bạn trả lời là mình đã ở bãi biển. Yes. What did you do there? I swam in the sea. I swam in the sea. Yes, mình đã bơi trong biển. Từ swam, quá khứ của từ swim. Yes, câu hỏi what did you do? Hỏi một hoạt động ở quá khứ. Trả lời cho cô một hoạt động ở quá khứ. Okay. And number 3. Did you enjoy it? Bạn có thích nó không? Yes, I did. Very good. Yes, now copy down in your book, please. Các em viết đáp án vào sách cho cô. Finish. Yes, now at home. Về nhà các em luyện viết cho cô về những câu hỏi của về bản thân của mình. Finish. Yes. Continue. Okay. Number. Where were you yesterday? I was at home. Yes, mình đã ở nhà. Hôm qua mình không có đi đâu. What did you do there? Ở nhà mình làm gì đây? I played football with my friends. Mình đã chơi đá bóng với các bạn. Yes. The plate. Các em thêm ed cho cô. I played football with my friends. And number 3, did you enjoy it? Yes, I did. Yes, very excellent. Các em đã biết trả lời những câu hỏi ở dạng quá khứ. Where were you yesterday? Trả lời cô là I was.
What did you do? Trả lời cho cô là chủ từ ai với cái hoạt động ở dạng quá khứ. Hợp quy tắc thì các em thêm ed, còn không thì các em chuyển sang động từ bất quy tắc là swim chuyển thành swam. Ring chuyển thành run. Yes, that's right. Và câu hỏi did you enjoy it là bạn đã làm cái hoạt động gì đó. Nếu có, đó là yes, I did. Nếu không, đó là no, I didn't. Okay, no. About homework, yes. Ở tiết học này, các em về xem lại bài học cho cô. Practice model sentences và luyện tập lại cái mẫu câu What did you do at the party? Bạn đã làm gì ở bữa tiệc hoặc bạn đã làm gì ở đó? Nếu mình dùng một chủ từ ai thì mình nói là mình, còn đi với các bạn thì dùng chủ từ là we. Yes. Và phần cuối cùng là chuẩn bị cho cô tiết học kế tiếp, Unit 4, Lesson 3, on page 28 and 29. Yes. Today you study very excellent. Yes, the last is over. I hope you enjoy my video. Goodbye, see you later. Nếu các con muốn nhận được những bài học thật hay, thì các con hãy nói với ba mẹ, đăng ký, like và chia sẻ kênh Tiểu Học Thật Hay nhé.